Hello mọi người, đang tập chim không cần đeo dây nha mọi người. Chim mình tập mình cho nó ăn mát nha, không ép nha mọi người. Rồi, cho nó lên cầu ăn đi. Đây. Đây xuống đây, xuống cầu ăn. Rồi tha nóc nhà luôn. Khôn quá. Chói quá sao thấy được. Khi mình tập mình không có ép nha mọi người, cho ăn thoải mái. Ăn no cả nào cũng vẫn kêu xuống hết nhỉ. Xuống gì tình cảm chứ không hay xuống gì cục mồi. Con này của thằng em mới tập đậu đất thì giờ đang sửa lại. Mồi, mồi của nó này. Ăn ra mỗi lần ăn của nó là ba cái đầu bự trên 100 gram. Rồi này qua tay không, nè qua đây nè, qua tay cho ăn nè, nè 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 nè. Để mình cho nó ăn no thiệt no, mình gọi nó coi cái thái độ nó sao nha mọi người. Thức ăn của nó là bữa nào mình cho nó ăn đậu ếch nha. Mở dây ra luôn à, mọi người chơi là phải tháo dây ra luôn. Đây là nhiều lửa 600 g của mình đây. Con còn no ăn đi, bồ nhiều hết hồn ăn. Con này do nơi lỗi đậu đất, thả ra đậu đất nha mọi người. Bây giờ mình tiếp tục nâng lấy sức ê lực. Không đậu đất thì đậu cây nha mọi người. Đấy, nó ăn no rồi. Bây giờ mình test thử cái thái độ bay xa của nó coi sao nha. Ý ý ý nút. Ồ còn cục bự quá mọi người. Mình test thử cái thái độ qua tay coi nó còn nghe lời không hay là nó đi luôn nha mọi người. Đây mình đi ra đây ra lộ. Đây đi cơ, cho thử ra nó qua nha mọi người. Quá ra
chim này thì nó cái sức ăn của nó thì cỡ 100 gram thì không có nhầm nhò gì nó. Con đậu cây ăn đi, con lên nóc nhà bị đòn đó. Xuống cây nè, xuống cầu đó, vậy mới ngoan đó, 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 đó. Rồi sáng rồi. Hiện tại thì giờ nó cũng khoảng 1 ký á mọi người. Giờ mình nâng lên khoảng ký 2, ký 1, ký 2 mình mới tập lại. Con này tên bé gơ nha mọi người. Bé gơ của cà pháo á. Thì không biết cái tình trạng sao chứ mình là mình phải thả, phải nó phải lên mây mới được. Nó đậu mình không chịu đâu. Một đó là nó ngoan lên mây luôn, còn hai mà nó không ngoan nữa lên mây là đường nào cũng mất hết mọi người. Mọi người thấy mình đăng clip mà kiếm chim hoài á, nó cũng mất hoài. Con này mình thúc mát lên vài bữa nữa. Đi vô nha, phèn. Rồi thôi mình xin kết thúc clip nha mọi người. Và mọi người đón xem coi cái con Black Kid Việt này nó có thể lên mây hay là nó có thể lượn không nha mọi người. Mọi người nhớ đón xem nha mọi người. Rồi bye mọi người.